Thưa quý vị, cách đây nhiều năm thì Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo về việc giá gạo cấp thấp của Việt Nam sẽ rất khó cạnh tranh với các nước đối thủ. Trước việc này thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có chủ trương hạn chế diện tích trồng lúa cấp thấp, nhưng việc thực hiện vẫn đang là bài toán khó cho cơ quan quản lý các địa phương. Được nâng cấp thành đô thị loại 1 từ năm 2009, nhưng cây lúa vẫn là ngành sản xuất hàng hóa chính của Cần Thơ, chiếm đến 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp và 64% diện tích toàn thành phố. Theo ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cần Thơ, địa phương đã sớm có chủ trương hạn chế diện tích gieo trồng các giống lúa có chất lượng thấp, đặc biệt là IR50404. Điều này thì chúng tôi cũng đã nhận ra là khoảng gần 10 năm trước. Thì vì đối với thị trường cạnh tranh thế giới thì nó rất là khắc nghiệt, thứ nhất về chất lượng, thứ hai về giá cả. Do đó là trong cái chỉ đạo về sản xuất nông nghiệp đó, chúng tôi cũng thực hiện các cái biện pháp để làm thế nào đảm bảo là hạ được giá thành sản xuất và nâng cao được cái giá trị và chất lượng. Mặc dù là cái thị phần về lúa thơm, lúa chất lượng cao đối với thế giới của chúng ta còn ít, nhưng mà cũng đã chen chân từng bước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, cơ cấu xuất khẩu gạo của Việt Nam hiện nay đã có những chuyển biến rõ rệt theo hướng nâng dần tỷ lệ gạo cao cấp. Điều này cho thấy gạo cấp thấp của Việt Nam ngày càng khó cạnh tranh với gạo cấp thấp từ Ấn Độ, Myanmar và Pakistan. Cục trồng trọt đã khuyến cáo các địa phương nên hạn chế diện tích trồng các giống lúa cấp thấp, chủ yếu là IR50404 ở mức dưới 20%. Theo ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng kế hoạch cung ứng, trung tâm giống Bến Tre, hiện giống lúa IR50404 tại địa phương rất ít, chỉ khoảng vài hecta. Vì qua trồng thử, giống lúa này tỏ ra không thích hợp với điều kiện của địa phương. Hiện nay là xu hướng là chúng ta không có sản xuất những cái giống lúa mà chất lượng thấp để mà đạt cái năng suất cao. Mà hiện nay chúng ta sẽ quay trở lại là sản xuất những cái giống lúa có những cái phẩm chất tốt để mà phục vụ cái tiêu thụ nội địa của mình. Tuy nhiên, giống lúa OC10 có chất lượng thấp tương đương với IR50404 lại đang chiếm đến 40% diện tích trồng lúa tại Bến Tre hiện nay. Ông Dũng cho biết là do điều kiện đất nhiễm mặn và phèn, không thể canh tác giống lúa khác được. Ngay cả Cần Thơ, nơi được định hướng trở thành trung tâm sản xuất của vùng với nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, thì riêng giống lúa IR50404 cũng đang chiếm khoảng 20% diện tích trồng lúa của địa phương. Không phải là chúng tôi giữ cái vùng đó để mà chịu cái cảnh mà được mùa mất giá như là những vùng khác. Tuy nhiên là đối với địa bàn Cần Thơ nó có đặc thù là có một số cơ sở chế biến các sản phẩm địa phương như là bún, bánh tráng. Thì với cái tỷ lệ 20% dưới 20% này là thường xuyên để cung cấp cho cái nhu cầu đó, nghĩa là cái tiêu thụ lúa 50404 trên địa bàn vẫn ổn định. Thực tế, giá mua lúa IR50404 và cái giống lúa thơm hạt dài chênh lệch không nhiều, trong khi việc trồng lúa IR50404 không tốn nhiều công chăm sóc, chi phí ngắn ngày mà năng suất lại rất cao. Ước tính với mức giá chênh lệch 200 đồng một ký thì trồng lúa IR50404 vẫn có lời hơn, nên việc khó giảm diện tích trồng lúa cấp thấp còn là do lợi nhuận. Theo ông Phạm Văn Quỳnh, hiện nay Cần Thơ phải bỏ ra khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ giống lúa chất lượng cao cho người nông dân. Phía trung tâm giống tỉnh Bến Tre cũng đang xúc tiến thử nghiệm một số giống lúa có phẩm chất tốt hơn, chịu mặn, chịu phèn để thay giống OC10 tại địa phương. Trong bối cảnh diện tích trồng lúa cấp thấp khó giảm thêm, nhiều chuyên gia đã đề xuất việc sử dụng các giống lúa cấp thấp để làm thức ăn chăn nuôi. Vì dù liên tục xếp hạng nhất nhì thế giới, thì kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Việt Nam cũng chỉ đạt khoảng 3,7 tỷ đô la. Trong khi cả nước phải bỏ ra gần 3 tỷ đô la để nhập khẩu ngô, lúa mì làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, ý kiến này vẫn còn nhiều tranh cãi do cơ quan quản lý lo ngại sẽ làm tăng diện tích trồng lúa cấp thấp. Nếu mà chúng ta đưa vào chăn nuôi mà nó không làm tăng trọng cần thiết đúng như cái phong trào mà sử dụng thức ăn hiện nay bình thường thì đó là một cái nguy hại. Thứ hai là khi chúng ta khuyến cáo trồng về diện tích lớn mà không hiệu quả trong sử dụng trong chăn nuôi thì như vậy là đó là cái thảm họa. Chúng ta khó tiêu thụ được cái lượng lúa lớn như vậy. Theo các chuyên gia, các nước trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về việc thay thế tỷ lệ tấm gạo vào khẩu phần ngô trong chăn nuôi và cho kết quả là tỷ lệ thịt sẽ tốt hơn so với khẩu phần ngô.